tài xế. Kiểu làm lơ, mình xin phát nguyện không làm lơ, không làm phụ xế, mà phát nguyện sẽ làm tài xế, lái xe vận tải, chở tất cả pháp của Phật đến tất cả mọi nơi. Vì vậy cho nên rằng là cái môn public speaking, tức là khoa ăn nói giữa đại chúng, chúng ta phải biết làm dàn bài, chúng ta phải bồi dưỡng kiến thức ngôn ngữ bạn, chúng ta phải có pháp hành. Đấy, tu mà không có pháp hành thì không được. Phải có pháp hành để đạt thân giáo và trải nghiệm. Chúng ta giảng là chúng ta có lợi trước tiên. Cho nên tha lực nhưng mà cũng chính là tự lực. Chúng ta giảng nhiều năm thì chúng ta bớt nhiều lỗi và chúng ta tăng nhiều kinh nghiệm. Chúng ta hoàn thiện những phẩm chất và năng lực bản thân. Học trò đó, học cử nhân đến thạc sĩ, đến tiến sĩ thì chúng ta cũng tăng trưởng thêm cái năng lực của mình. Chúng ta phải chú ý tới diễn đàn Phật tử chúng ta truyền đạt. Chúng ta phải ý thức được việc trồng người là quan trọng, để chúng ta trân trọng cái việc chúng ta ngồi học tại đây, trân trọng cái việc 2-3 tiếng đồng hồ chúng ta cống hiến trong cái lớp học này. Vì trong cái lớp học hôm nay sẽ giúp cho chúng ta tương lai trồng người thánh thành đạt, ý thức được vai trò của cuộc sinh tồn vận chuyển bánh xe pháp. Vì đó chúng ta mới phát nguyện học môn quán Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là ý thức.